thì bệnh nhân vào viện với tình trạng là hôn mê, mạch không bắt được, huyết áp không đo được. Ngày 19 tháng 5, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ của đơn vị đã mổ khẩn cứu sống nữ bệnh nhân bị một người cầm dao đâm vào ngực trái, làm thủng tim tại một con hẻm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một tiếng phẫu thuật, bệnh nhân đã được cứu sống. Thông tin chi tiết về vụ việc này sẽ được Khỏe Mạnh Đúng Cách cập nhật ngay sau đây. Cụ thể, vào khoảng 23 giờ 10 phút ngày 18 tháng 5, khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận bệnh nhân Đờ, nữ, được đưa đến trong tình trạng cực kỳ nguy kịch. Theo lời của người nhà bệnh nhân, lúc 21 giờ cùng ngày, bệnh nhân cùng chồng đang ngồi chơi với người thân tại một con hẻm ở đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, thì bất ngờ bị một người đàn ông chạy từ đâu đến cầm dao đâm tới tấp. Trong lúc can ngăn đối tượng đâm chồng, chị bị đâm vào ngực trái bất tỉnh. Trước khi nhập Bệnh viện Chợ Rẫy, người này được chuyển qua hai bệnh viện tuyến dưới nhưng bất lực. Lúc nhập Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đang trong tình trạng lơ mơ, khó thở, mạch, huyết áp không đo được và bị ngưng tim. Trước tình hình trên, các bác sĩ khoa cấp cứu đã tiến hành xử lý hồi sức, ngừng hô hấp tuần hoàn, đặt nội khí quản, xét nghiệm tiền phẫu thuật, xét nghiệm nhanh COVID-19, đồng thời kích hoạt báo động đỏ, mời hội chẩn khẩn với khoa ngoại lồng ngực. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào phòng mổ của khoa cấp cứu lúc 23 giờ 25 phút ngày 18 tháng 5 năm 2021, tức chỉ 15 phút sau khi nhập viện, với chẩn đoán trước mổ là sốc mất máu, vết thương ở tim do bị đâm. Quá trình mở thám sát vùng ngực, các bác sĩ phát hiện tim của bệnh nhân bị thủng một lỗ ở ngay mõm tim, gây chảy máu khắp khoang màng tim, chèn ép tim và là nguyên nhân khiến bệnh nhân ngưng tim. Nhờ được mở ngực xử trí và giải áp kịp thời, tim của bệnh nhân đập trở lại. Ngoài thủng tim, cơ hoành của bệnh nhân được phát hiện bị thủng xuyên xuống ổ bụng. Ngay lập tức, các bác sĩ khâu cơ hoành và khâu lại dạ dày của bệnh nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hữu Vĩnh, trưởng khoa ngoại lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau khi mổ, bệnh nhân hồi phục rất tốt, không cần dùng vận mạch, không cần đặt dẫn lưu, siêu âm. Các chức năng gan, thận đã về giới hạn cho phép, chức năng tim đã trở lại bình thường, không còn dịch màng tim và dịch màng phổi. Đêm đó là mình đang trực, thì bệnh nhân vào lúc khoảng 11 giờ thì được bác sĩ Thế ở dưới cấp cứu gọi lên, đó là có một cái trường hợp nghi là vết thương tim. Đề nghị xuống khẩn, thì tôi trực của mình đã chạy xuống và thăm khám. Thì bệnh nhân vào viện với tình trạng là hôn mê, mạch không bắt được, huyết áp không đo được. Và tụi mình đã tiến hành hồi sức tại chỗ. Và dưới sự tham vấn của Phó Giáo sư Vĩnh là trưởng khoa ngoại lồng ngực, thì tôi trực đã quyết định mở ngực cấp cứu để thám sát và xử trí tổn thương. Thì lúc đó ekip đã liên hệ phòng mổ tại cấp cứu để mà thực hiện nhanh cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân. Khi mà bệnh nhân nhập viện thì lúc đó mạch, huyết áp đều không đo được. Cho nên lúc đó nghi ngờ là tổn thương ở tim. Thì khi đó bắt mạch và nghe tim đều không thấy. Cho nên chúng tôi đã hồi sức và sau bắt tim ngoài lồng ngực tại chỗ, vừa hồi sức vừa chuyển vào phòng mổ để mở ngực để xử trí tổn thương. Thì trong cuộc mổ thì mở ra, sau khi mở ngực ra thì thám sát thấy tim bị thủng một lỗ ở ngay mõm tim và gây chảy máu khắp khoang màng tim, gây chèn ép tim, gây ngưng tim. Thì chúng tôi đã mở ngực giải áp kịp thời cho tim, thì sau đó tim đập lại và bệnh nhân được cứu sống. Hiện tại ở Bệnh viện Chợ Rẫy có một phòng mổ ở dưới cấp cứu. Thì sau khi liên hệ phòng mổ, mọi thứ đã được chuẩn bị thật là khẩn cấp để có thể cứu sống kịp thời cho bệnh nhân. Thì lúc tối ở nhà ngồi chơi với lại mấy anh chị em nữa. Rồi cái đang ngồi chơi, cái có cái anh kia, ảnh chạy từ trên xuống. Ảnh cứ nói cho đâm mày, mà ổng cứ nhào vô đâm chồng em không à. Em sợ chồng em chết, em mới phóng vô em đẩy ổng ra. Em đẩy ổng ra thì ổng tấn tới, ổng đâm em một nhát một luôn. Rồi xong sau đó cái em bị mất máu nhiều quá, em mệt cái em mới nói chồng em đưa em đi cấp cứu đi. Rồi lên tới đây là em đã ngưng thở rồi, em không thở nữa. Thì trước hết thì tổn thương ở ngực bên trái, ở khoang liên sườn 6 bên trái của bệnh nhân, thì thông thường nếu mà những trường hợp nặng như vậy thì nghi một cái tổn thương tim hoặc phổi có chảy máu nhiều gây bệnh nhân sốc và hôn mê, trụy mạch.
Thì trong trường hợp đó thì chúng tôi đã phải ưu tiên mở ngực trước để có thể cứu mạng bệnh nhân, sau đó thám sát toàn diện để không bỏ sót thương tổn. Thì quá trình thám sát thì thấy cơ hoành bị thủng, thì thấy xuyên xuống ổ bụng. Thì khi đó sau khi xử trí xong tổn thương tim thì tụi tôi phối hợp thêm khoa ngoại tiêu hóa để xử trí tiếp tục tổn thương ổ bụng bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đã hồi phục rất tốt, không còn phải xài vận mạch, không phải đặt dẫn lưu, mọi thứ siêu âm kiểm tra là đều đã bình thường, chức năng gan thận đã về giới hạn cho phép, chức năng tim thì cũng bình thường trở lại và không có dịch màng tim, cũng không còn dịch màng phổi. Tụi tôi đã rút ống dẫn lưu và dự kiến là sẽ cho ra viện vào ngày mai. Thì đêm đó bệnh nhân vào với tình trạng là lơ mơ, hôn mê, mạch huyết áp không đo được. Thì nếu mà chỉ cần chậm một xíu thôi là bệnh nhân có thể tử vong tại chỗ. Nhờ có sự phối hợp kịp thời của các ekip cấp cứu gây mê cũng như chuyên khoa đã tích cực hồi sức, truyền dịch và có một sự phối hợp đồng bộ từ phòng mổ cho đến phẫu thuật viên để có thể thực hiện cuộc phẫu thuật sớm nhất để giải áp cái tim và để cứu sống được tính mạng của bệnh nhân. Nếu mà chỉ cần chậm thêm một phút thôi thì có thể chúng ta sẽ mất bệnh nhân trên bàn mổ. Nhờ các bác sĩ ở đây cũng tận tình nên em mới được sống. Thì em thấy sức khỏe em cũng ổn định, nên nó cũng khỏe hơn nhiều. Hôm nay em xin cảm ơn tất cả các bác sĩ, các cô tá đã tận tình giúp hết, cố hết sức để cứu mạng sống của em. Em xin chân thành cảm ơn và em sẽ nhớ mãi không bao giờ quên ạ. Hiện tại bệnh nhân đã hồi phục rất tốt, chức năng gan thận đã về giới hạn cho phép, chức năng tim đã trở lại bình thường, không còn dịch màng tim và dịch màng phổi. Bệnh nhân đã được xuất viện vào ngay ngày hôm nay, 19 tháng 5. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin ngày hôm nay. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào!